nào, cả gia đình cố gắng lên. Anh ơi, không hay rồi. Con của mình nó mệt lắm, nó đi không nổi, nghỉ một tí đi. À, không được, không được. Con trai, cố gắng lên. Chúng ta không được nghỉ chân ở đây. Nơi này cực kỳ nguy hiểm. Sẽ có những sinh vật dữ tợn sẽ ăn thịt chúng ta. Thôi nào con, cố lên. Hả, bên kia. Là lũ ma sói. Mau chạy đi, mau chạy đi. Không được, em phải ở đây với mình. Con trai, mau chạy đi. Không, không. Cha mẹ đừng có bỏ con. Con sợ lắm. Con tè luôn trong quần rồi nè. Hù 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 hù. Đừng có lại gần đây, nguy hiểm lắm. Mau kiếm chỗ nào đó nấp đi. Hả? Con không biết nấp chỗ nào đó. Con chỉ biết ăn bánh bìm bìm với uống sữa Milo thôi hà. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà... Trời ơi! Mau! Nấp xuống dưới nước đi con! Trôi theo dòng nước! Ở đây lũ mã sói càng ngày càng nhiều rồi! À! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con biết rồi! Con biết rồi! Vâng, xin chào các bạn! Hôm nay tôi là một chú bọ ngựa nhỏ bé dễ thương. Thì nãy giờ các bạn cũng thấy rồi đó. Tôi cùng với gia đình của mình di chuyển từ phía Bắc sang phía Nam để tránh rét. Nhưng thật không ngờ trên đường đi, chúng tôi bị tấn công bởi lũ sinh vật nào đó rất dữ tợn. Và rồi cha mẹ của tôi đã hy sinh để bảo vệ tôi, mở cho tôi một con đường máu để trốn thoát. Tôi cũng nhanh chóng nhảy xuống nước. Nhưng mà dường như tôi sợ nước lắm. Tôi không có biết bơi. Không được, không được. Tôi phải mạnh mẽ lên. Tôi phải cố gắng sống để còn báo thù cho cha mẹ của mình nữa. Sau mấy tiếng đồng hồ lên đênh trên mặt nước, cuối cùng tôi cũng đã trôi dạt vào một vùng đất liền xa lạ. Tự nhiên tôi có cha có mẹ, được yêu thương nuông chiều. Bây giờ trở thành trẻ mồ côi luôn à. Không được, không được. Tôi không mãi ở nơi này mà khóc nhõng nhẽo như thế được. Tôi phải mạnh mẽ lên. Cha mẹ của tôi bị chết oan ức. Tôi phải giết hết cái lũ sinh vật tàn độc đó để báo thù cho cha mẹ. Hả? Thứ đằng kia là gì vậy? Là một cái xác của một con khủng long khổng lồ. Hay quá, hay quá. Chắc có lẽ ông trời muốn giúp mình, muốn cho mình một cơ hội được sống sót. Được rồi, nhanh chóng qua chỗ đó nào. Phải cố gắng xé thịt và ăn con khủng long đó. Mình phải thật mau lớn, phải thật khỏe mạnh. Thế là tôi không suy nghĩ gì cả, điên cuồng lao tới, ăn liên tục. Ăn xong rồi ấy, ấy xong ngủ, ngủ dậy, ăn. Cứ như thế lặp lại khoảng mười mấy ngày. Cuối cùng tôi cũng đã nuốt hết cả con khủng long. Hả? Cơ thể tôi sao thế này? Không lẽ tôi bị béo phì ha? Đồ ngu. À không phải các bạn à, mà là tôi lớn lên. Wow, trông tôi thật là to bự và đẹp trai. Được rồi, mặc dù chỉ là tuổi thanh niên mà thôi, nhưng tôi cảm nhận được đủ khả năng để báo thù rồi. Khoan, tôi không nhớ rõ sinh vật gì đã giết cha mẹ của tôi nữa. Để tôi suy nghĩ kỹ lại cái coi. À đúng rồi, mẹ của tôi từng nói cái gì đó sói. Mà thôi, cứ gặp lũ nào giống loài sói là tôi sẽ tấn công và cho bọn chúng một bài học. Hả? Dường như vừa nói cái đằng trước xuất hiện một con sói rất kỳ lạ kìa các bạn à. Người của nó đầy băng tuyết. Nhưng mà tôi không sợ đâu. Tôi sẽ bay tới và kiểm tra sức mạnh của mình. Hả? Hả? Không! Tôi vẫn còn sống. Hên quá. Đây, con bọ ngựa chết tiệt kia. Cả ta mà ngươi cũng dám tấn công mà. Tại vì loài sói các ngươi đã giết chết cha mẹ của ta. Cái gì chứ? Ta là vua sói ở đây. Ta bảo vệ cho công lý và cứu giúp cho sinh vật yếu. Ngươi có nhầm lẫn gì không? Đúng mà. Là loài sói các ngươi. À ta nhớ rồi. Là những con sói đi bằng hai chân đã tàn sát cha mẹ ta. Hả? Vậy là lũ ma sói, chứ không phải là loài sói của chúng ta. Bọn chúng tàn độc và ích kỷ hơn chúng ta nhiều. Ngươi nhầm rồi. Vậy hả? Tôi xin lỗi. Được rồi, giờ tôi sẽ đi tìm bọn chúng để báo thù. Dừng lại. Người yêu ớt như thế này mà tự thắng được bọn chúng hay sao? Không. Dù tôi yêu, tôi vẫn muốn tự mình báo thù cho cha mẹ. Hay lắm. Vậy được,
ta sẽ giúp ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Nào, hãy đi vào phía trong của khe suối. Nơi đó sẽ xuất hiện những con quái vật cực kỳ mạnh mẽ. Sẽ là một nơi lý tưởng để ngươi luyện tập. Hả? Cảm ơn ông. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Tôi phải tuyệt vời hơn, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn thì mới có cơ hội báo hiếu cho cha mẹ của mình. Vâng, trong một lần tấn công nhằm vua sói, tướng ông ấy là dòng lõi để giết chết cha mẹ của mình. Thì ngược lại, ông ấy đã giúp đỡ tôi. Ông ấy đưa tôi đến một khe suối, nơi đây xuất hiện những con quái vật giáp sắt cực kỳ khủng khiếp. Sức mạnh của bọn chúng hoàn toàn áp đảo cơ thể của tôi. Nhiều lúc tôi chịu không nổi và muốn bỏ cuộc. Không được, ngươi phải cố gắng lên. Muốn báo thù cho cha mẹ, ngươi phải luyện được Minh Đồng Giáp Sắt và cách tấn công phá vỡ lớp giáp sắt của lũ quái vật này. Nhưng nhờ sự động viên và khích lệ của vua sói, đồng thời ông ấy cũng đã chỉ cho tôi rất là nhiều chiêu thức để sử dụng cặp đao nguy hiểm trên cơ thể của mình. Tôi cũng đã cố gắng quay lại liều mạng để tiêu diệt hết lũ quái vật giáp sắt đặc biệt này. Và cuối cùng tôi cũng đã phá vỡ hết lớp áo giáp của bọn chúng, giết chết từng con từng con. Càng ngày tôi càng trở nên mạnh mẽ và cố gắng theo sự huấn luyện của vua sói. Ông ấy dẫn tôi đi khắp mọi nơi tấn công và giúp ông ấy xóa sổ những con quái vật đang lộng hành và ăn hiếp những sinh vật yếu đuối khác. Được rồi, giờ là tới lũ kỳ lân lửa. Bọn chúng là những kẻ biến thái tàn độc. Đàn bà con nít, người già đàn ông gì bọn chúng cũng không tha hết. Về sớm hết. Vâng, thưa sư phụ, tôi sẽ tiêu diệt bọn chúng trong vòng một nốt nhạc. Bây giờ tôi đã võ công cao cường rồi, không còn yếu đuối như ngày xưa đâu. Sư phụ hãy chiêm ngưỡng khả năng của tôi nè. Đúng như vậy, sau một khoảng thời gian dài theo vua sói học cách chiến đấu thì kỹ năng của tôi vô cùng thuần thục. Đặc biệt là lưỡi đao trên hai cái đôi bàn tay của tôi đó cực kỳ sắc bén và nhanh nhẹ. Chưa hết, lớp vỏ trên người của tôi cũng rất là cứng, có thể sánh ngang với lại sắt đá vậy. Và với cái sức mạnh tổng hợp cực kỳ khủng khiếp đó, tôi cũng dễ dàng giết hết lũ kỳ lân địa ngục ở đây. Ai, đáng đời bọn chúng. Nhưng mà sau đó tôi cảm thấy cơ thể của mình ngứa ngứa làm sao đó. Dường như có cái thứ gì đó mọc ra thì phải. Hả? Trời đất ơi, gì vậy nè? Sao người của tôi chuyển sang màu xanh đẹp mắt quá vậy? Chưa hết, tay chân mình và cặp đao của tôi cũng to lên gấp mấy lần luôn. Hay lắm, ngươi đã thật sự trưởng thành và trở thành một võ sĩ bỏ ngựa rồi đó. Hả? Vậy là tôi có thể đi báo thù rồi được đúng không? Đúng vậy. Nhưng khoan, trước khi đi, tôi tặng cho ngươi một món quà này. Coi như ngươi giúp ta tiêu diệt lũ ma sói. Và hãy nhớ sử dụng nó khi nào cần thiết mà thôi. Nhưng nó là cái gì vậy? Trông nó đẹp quá à. Tiên cơ bất khả lộ. Mau, nhanh chóng lên đường đi. Đừng để trời tối, hãy tiến thẳng về phía đông. Nơi đó có một cái hang, lũ ma sói đang ở trong đó. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn vua sói. Tôi cũng nhanh chóng đâm đầu về phía hướng đông. Cuối cùng tôi đã bắt gặp được một miệng hang. Chui vào bên trong hang đó. Lũ quỷ địa ngục ở đây đang muốn giết chết chúng tôi. Có ai cứu không? Hả? Ở đây có quỷ địa ngục nữa hay sao? Thật đáng ghét. Được rồi, tôi sẽ cứu các bạn. Lũ quỷ địa ngục kia, mau thả những sinh vật vô tội ra. Cuối cùng cũng hạ được một con rồi. Nhưng bọn chúng mạnh quá, đã đánh mình bị nội thương rồi. Anh bà người ơi, con vợ con của tôi ở đằng kia nữa. Lũ quỷ ở phía trước đó. Là bà cứu họ đi. Được rồi, được rồi. Mình không thể nào làm ngơ bỏ mặc những sinh vật vô tội ở đây được. Lũ quỷ kia, mau cút xéo đi. Thả vợ con của những sinh vật hiền lành này ra. Chúng mày mau quay về đi ngùng đi. Nơi đây không phải là nhà của chúng mày. Không hay rồi. Lớp vỏ của mình bắt đầu trông chóc hết. Anh bọn người ơi, còn con nhỏ bò nhí của tôi nữa. Nó cũng đang bị ác quỷ bắt ở đằng kia kìa. Giải cứu giùm đi. What the hell? Hả? Được rồi, được rồi. Dài, chết đi. Bọn cuốn xéo hết đi, lũ ác quỷ.
Mình bị thương khá nặng rồi, không hay rồi. À đúng rồi, viên năng lượng mà sư phụ vua sói đã tặng cho mình, có lẽ đến lúc phải sử dụng nó rồi. Không biết nó có tác dụng gì hay không. Có phải là viên năng lượng đã chữa vết thương không nữa? Hả? Gì vậy? Gì vậy? Wow! Lớp vỏ của mình hoàn toàn được hồi phục. Đã vậy còn được phủ bởi một lớp hoàng kim cực kỳ lấp lánh. Ôi trời đất ơi, cặp đao của mình còn quét ra nguồn năng lượng cực kỳ mạnh nữa. Wow, wow, sao mà đẹp thế này. Trời đất ơi, sướng quá. Được rồi, lúc tiến thẳng vào trong, nơi lũ ma sói đang ngự trị ở hang ổ của bọn chúng. Phải xóa sạch bọn chúng cho cái lũ đó khỏi tàn sát người khác nữa. Nhìn kìa anh em, thứ gì đó đang tới đây. Hả? Là một con bọ ngựa. Đúng vậy, ta là bọ ngựa áo giáp hoàng kim đây. Đến lúc các ngươi phải trả giá về hành động của mình. Ta đến đây để báo món thù máu của cha mẹ ta. Một con bọ ngựa chết tiệt, bọn ta sẽ nuốt chửng mày. Hả? Các ngươi quá tự ảo tưởng về sức mạnh của mình đó. Thời của các ngươi kết thúc rồi. Thế giới bóng tối do ma sói tạo ra cũng sẽ dừng tại đây. Vâng, bởi vì nhờ sức mạnh của viên năng lượng vàng mà vua sói đã tặng cho tôi, khiến cho người tôi đã đạt được một sức mạnh tuyệt đối. Cơ thể tôi mặc dù không to hơn là mấy, nhưng lại được phủ một lớp áo vàng hoàng kim cực kỳ đẹp mắt. Không những vậy, nó còn mạnh nữa. Những cú phóng, những cú chém của tôi cũng khiến cho lũ ma sói độc ác vô cùng khủng khiếp kia chịu không nổi mà lăn đùng hết. Tôi cũng đã càn quét hết cả hang động bóng tối tối tăm này và tiêu diệt hoàn toàn lũ ma sói. Không, bọn ta không thua dễ dàng như vậy đâu. Vậy là tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ cũng như báo thù cho cha mẹ của mình. Kể từ đây, thế giới sẽ không bị ức hiếp bởi loài ma sói này nữa. Và nơi đây sẽ được trả lại cho thế giới ánh sáng. Đến đây cũng là toàn bộ câu chuyện về hành trình từ báo thù cũng như đạt được trạng thái áo giáp hoàng kim như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.